giai điệu từ dàn nhạc ngũ âm của người Khmer đã vang lên trên khán đài sân vận động trường Đại học Tôn Đức Thắng trong trận đấu giữa đội trường Đại học Trà Vinh và trường Đại học Văn Hiến trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam lần 2 năm 2024 Cúp Thaco. Biểu diễn các nhạc cụ trong dàn ngũ âm này cũng là năm bạn sinh viên của trường Đại học Trà Vinh: Lâm Tuấn Kiệt, Thạch Minh Rune, Thạch Bình Trọng, Thạch Sát, Thạch Sô Thia, mỗi người trình diễn một nhạc cụ tạo âm thanh rộn ràng. Đặc biệt, mỗi khi trường Đại học Trà Vinh tấn công, tiếng trống lớn hay saxophone thúc giục đầy mạnh mẽ, hòa quyện tiếng nhạc và tiếng cun tóc, đàn đông nhỏ và các nhạc cụ khác tạo nên những âm thanh cổ động đầy khác biệt. Dàn nhạc ngũ âm là di sản văn hóa quý giá của đồng bào Khmer. Mình hiện giờ đang là trưởng nhóm nhạc của đội nhạc của trường Đại học Trà Vinh, và hôm nay thì mình dẫn đội nhạc của trường Đại học Trà Vinh lên đây để mục đích vì cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ của trường Đại học Trà Vinh đang thi đấu giải. Mình xin giới thiệu đây là bộ nhạc cụ là nhạc cụ ngũ âm Khmer của người dân tộc, thì khá là phổ biến của người Trà Vinh. Nhạc cụ này được biểu diễn và thực hiện trong các loạt nghi lễ và cầu cúng cầu nguyện cho cuộc sống và mọi người sức khỏe. Thì hôm nay thì mọi người lên đây nhằm biểu diễn những bài cầu nguyện cho đội bóng của trường Đại học Trà Vinh luôn có những tinh thần quyết chiến và chiến thắng. Nhiều người đến đây là cổ động viên của trường Đại học Trà Vinh không khỏi bất ngờ khi nghe thấy thứ âm nhạc ở quê hương này xuất hiện ở thành phố của mình. Thì em hơi bất ngờ, tại em không có nghĩ là mọi người sẽ kỳ công đem những cái nhạc cụ đó lên đến thành phố Hồ Chí Minh như vậy. Sau đó thì em cảm thấy cái đó là cái âm nhạc, cái âm hưởng của nó thì nó mang một cái nét đặc trưng riêng của tỉnh Trà Vinh. Và em rất là vui, em rất là tự hào về cái bản sắc dân tộc ở cái tỉnh của em. Nhờ sự ủng hộ của các cổ động viên lặn lội đường xa lên thành phố Hồ Chí Minh cùng dàn nhạc ngũ âm độc đáo, các cầu thủ đội trường Đại học Trà Vinh trong lần ra mắt ở giải vòng chung kết giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam thi đấu đầy nỗ lực. Họ mở tỷ số trước ở phút 49 do cầu thủ Trầm Huỳnh Lâm ghi. Tuy nhiên, trong những phút cuối trận, các cầu thủ đội trường Đại học Trà Vinh không giữ được chiến thắng khi đội trường Đại học Văn Hiến thi đấu đầy cố gắng đến những phút cuối tìm được bàn gỡ hòa một đều do công của cầu thủ Lê Minh Thương ghi vào phút 79.